Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc hôm nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Mở đầu phiên làm việc sáng nay, mùng 7 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo với Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước. Cũng trong hôm nay, Quốc hội xem xét phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội tiến hành quy trình bầu cử các chức vụ này trong phiên làm việc ngày mai, mùng 8 tháng 4. Ngày 7 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn về lồng ghép giới trong hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai tại huyện Bát Sát. Tham gia lớp tập huấn có 45 học viên là Chủ tịch Hội Phụ nữ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phụ trách công tác phòng chống thiên tai tại 21 xã, thị trấn, ban chủ nhiệm câu lạc bộ cùng sở thích trên địa bàn huyện. Thời gian 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4, các học viên sẽ được chia sẻ thông tin về tổng quan vấn đề giới trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, một số nội dung liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai, phân tích giới ứng dụng trong xác định tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng chống thiên tai của phụ nữ và nam giới, kỹ năng vận động lồng ghép giới khi tham gia ban chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp. Trong quý 1 năm nay, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh thực hiện và nhận được sự hưởng ứng của nhân dân. Nhân dân đã hiến hàng trăm triệu đồng tiền mặt, đóng góp trên 18.900 ngày công lao động, 6.000 mét vùng đất, cùng nhiều hiện vật khác tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã có thêm trên 59 km đường giao thông được mở mới, bê tông xi măng, giải cấp phối, 20 mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường, làm đẹp không gian sống, 1.100 nhà tiêu hợp vệ sinh, 587 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh được xây dựng. Đặc biệt, trong quý 1, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai đã quyết định công nhận thêm 4 xã là Nậm Mòn, Cốc Lầu của huyện Bắc Hà, Tân Thượng, huyện Văn Bàn, Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 61 xã. Huyện Bảo Yên hiện có 14 trên 16 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự, từ đó đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân và thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Cùng với các kỹ năng nghiệp vụ được đào tạo chính quy và bài bản, Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Toàn huyện hiện có 81 điểm mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở. Từ đó, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời ngăn chặn, xử lý thành công nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vịt bầu Nghĩa Đô của huyện Bảo Yên là một đặc sản nổi tiếng, trở thành món ẩm thực hút khách. Thay vì chăn nuôi tự phát manh mún, giờ đây người dân Nghĩa Đô đã biến vịt bầu trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao và hứa hẹn một hướng làm giàu trong tương lai không xa. Cách đây 10 năm, ông Lương Văn Măng ở thôn Mường Kem là người tiên phong nuôi vịt bầu ở Nghĩa Đô. Nhận thấy giá trị kinh tế từ con gia cầm này đem lại, năm 2018, ông bắt đầu mở rộng quy mô, chuyển từ chăn nuôi tự phát sang chăn nuôi hàng hóa. Chỉ sau vài năm, đàn vịt bầu Nghĩa Đô của gia đình đã tăng gấp hơn 20 lần so với trước, với hơn 500 con, đem lại nguồn thu cả 100 triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Là vịt bầu là thu nhập cho tăng cho gia đình là có là từ sản từ tiêu là đấy cho con cháu ăn học là từ là con vịt da đấy, vịt bầu truyền thống này da đấy. Gia đình tôi đúng là thật như thế, hai vợ chồng nuôi nhưng mà con cái thì còn nhỏ thì ôi đi làm thuê lân quát có khi không bằng bố mẹ nuôi bầu ở nhà đâu. Nếu như trước đây, vịt bầu chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình hoặc bán lẻ ở các phiên chợ. Tuy nhiên giờ đây khi chuyển sang chăn nuôi thành hàng hóa, vịt bầu đã giúp cho cuộc sống của nhiều hộ gia đình ở đây thực sự đổi thay. Không chỉ thu nhập từ bán vịt thương phẩm, nhiều hộ đã đầu tư kỹ thuật, thiết bị để ấp giống, cung ứng cho nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện. Từ trước đến nay là dân bản địa thì cũng nuôi, nhưng mà nuôi có cái rằng là manh mún, mỗi hộ chỉ có chục hoặc là 4-5 con. Thế nhà nhiều nhất thì độ 20.
Thế từ khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì ở Nghĩa Đô đây thì cũng thành lập một cái hợp tác. Để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, năm 2020, Hợp tác xã Vịt Bầu Nghĩa Đô được thành lập với 15 thành viên. Các thành viên tham gia phải đảm bảo có quy mô chăn nuôi tối thiểu từ 500 con trở lên và phải tuân thủ đúng quy trình chăm sóc theo hướng an toàn sinh học. Họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc chia sẻ kinh nghiệm, con giống và đầu ra cho sản phẩm. Cùng với đó, Nghĩa Đô cũng đã có những giải pháp để Vịt Bầu Nghĩa Đô phát triển bền vững với đầu ra ổn định. Xã đã tuyên truyền rồi là vận động là các cái nhà hàng ở trên địa bàn là khi mà lấy mua vịt là cũng phải lấy từ cái hợp tác xã. Cái thứ hai là xã cũng đã liên kết cùng với liên hệ cùng với các cái địa phương khác để làm sao là tạo được cái nguồn ra cho người dân, để làm sao đảm bảo cái sự yên tâm của người dân, yên tâm vào cái chăn nuôi. Với những thế mạnh sẵn có cùng với những định hướng đúng đắn, người dân nơi đây đang kỳ vọng Vịt Bầu Nghĩa Đô sẽ sớm xây dựng được thương hiệu và ngày càng chứng minh được giá trị trên vùng quê này. Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những quy định thí sinh cần lưu ý khi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đó là thí sinh phải có căn cước công dân. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường thông báo, hướng dẫn để học sinh có thẻ căn cước công dân trước khi nộp phiếu đăng ký dự thi. Trong trường hợp thí sinh không có căn cước công dân thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được các đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua Internet tại địa chỉ http://thising.thitotnghiep.thpt.edu.vn. Thí sinh phản hồi các sai sót nếu có trên hệ thống quản lý thi trước ngày 12 tháng 5 năm 2021. Mọi hồ sơ chứng nhận hưởng ưu tiên khuyến khích liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông phải được thí sinh nộp cho điểm đăng ký dự thi trước ngày 4 tháng 6 năm 2021. Người Mông ở vùng cao Bắc Hà được biết đến với nghề truyền thống dệt may, thêu thùa với các công đoạn làm thủ công rất tỉ mỉ, tạo ra những bộ trang phục nhiều màu sắc rực rỡ. Đó cũng thể hiện sự khéo léo, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó của chị em phụ nữ nơi đây. Bà Vũ Thị Dở ở thôn Na Áng, xã Na Hối, huyện Bắc Hà là người biết nhiều công đoạn làm ra trang phục của dân tộc. Bà được Hợp tác xã Du lịch Bắc Hà mời tham gia làm sản phẩm thổ cẩm để bán cho du khách. Vào ngày cuối tuần, bà lại đến Hợp tác xã để vừa làm khâu dệt truyền thống, vừa trình diễn cho du khách đến tham quan hoặc mua sản phẩm. Hàng ngày thời gian rảnh rỗi tại gia đình, bà lại mang vải ra thêu hoa văn để cung cấp cho Hợp tác xã. Qua đó vừa có thêm thu nhập, vừa gìn giữ được nghề truyền thống của dân tộc. Thứ nhất là tôi muốn các con cháu, lớp trẻ biết giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, nhất là làm thổ cẩm. Thứ hai là hiện nay du lịch phát triển, nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, họ cũng hay mua đồ thổ cẩm của người Mông để về làm kỷ niệm. Nên đây cũng là một cách để bà con kiếm được việc làm và thu nhập, trang trải cuộc sống, giảm thiểu tình trạng bỏ đi làm thuê ở nơi khác. Hợp tác xã của tôi thì cũng tạo điều kiện cho các đồng bào, các dân tộc người Mông để khôi phục cái nghề truyền thống và thiêu thùa với dệt vải thi bà dở này, này cũng gắn bó với hợp tác xã chúng tôi cũng rất lâu. Tôi cũng mời bà lên đây để ăn ở dệt và thiêu. Hiện nay, nghề thủ công truyền thống của người Mông Hoa ở Bắc Hà phần nào đã mai một. Hơn nữa, vải vóc và trang phục của người Mông được làm công nghiệp sẵn trên thị trường khá nhiều, với đủ mẫu mã, kích cỡ, nên ít người làm theo nghề truyền thống. Chính quyền địa phương và các đoàn thể đang nỗ lực phối hợp với các ngành chức năng, tuyên truyền vận động bà con người Mông giữ nghề truyền thống, từng bước khôi phục, trao truyền và phát huy giá trị, trở thành làng nghề, tạo ra sản phẩm du lịch để phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.